Xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ sang chuyên đề thứ hai trong giai đoạn lịch sử Việt Nam từ 1919 đến năm 1930. Đó chính là nội dung phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 đến 1925. Thì trong chuyên đề này chúng ta sẽ gồm có 3 nội dung. Thứ nhất, đó là hoạt động của một số người Việt Nam yêu nước ở nước ngoài, mà cụ thể đó là hoạt động của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và tổ chức Tâm Tâm Xã. Thứ hai, đó là hoạt động của giai cấp tư sản và tiểu tư sản ở Việt Nam. Thứ ba, đó là hoạt động của phong trào công nhân ở Việt Nam từ 1919 đến 1925. Chúng ta vào nội dung thứ nhất, đó là hoạt động của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và tổ chức Tâm Tâm Xã. Một nhỏ, ta tìm hiểu về hoạt động của Phan Bội Châu. Thì có thể nói rằng đây là những năm tháng hoạt động cuối cùng trước khi qua đời của cụ Phan Bội Châu. Thì trong phần này các em lưu ý cho cô một số sự kiện tiêu biểu như sau. Thứ nhất, đó là năm 1913. Thì sau khi hoạt động ở Nhật Bản và Quảng Đông Trung Quốc, đến năm 1913 thì Phan Bội Châu đã bị giới quân phiệt Quảng Đông bắt giam. Thứ hai, sự kiện thứ hai, đó là năm 1917. Thì đến năm 1917 Phan Bội Châu được trả tự do. Và đặc biệt ở chỗ đó là cũng đúng vào năm 1917 thì trên thế giới đã diễn ra một sự kiện vô cùng quan trọng. Đó là năm 1917, cách mạng tháng 10 Nga thành công. Cách mạng tháng 10 Nga thành công, nước Nga Xô Viết ra đời đã đến với Phan Bội Châu như là một luồng ánh sáng mới. Và từ đó thì Phan Bội Châu đã từ bỏ cái con đường cách mạng bạo động theo khuynh hướng dân chủ tư sản trước đây. Và ông muốn thay đổi hình thức tổ chức đấu tranh theo khuynh hướng vô sản, cho phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của lịch sử Việt Nam lúc bấy giờ. Tuy nhiên, Phan Bội Châu chưa kịp làm được điều gì thì đến tháng 6 năm 1925, thì lưu ý sự kiện thứ 3, đó chính là tháng 6 năm 1925, Phan Bội Châu đã bị quân Pháp bắt ở Thượng Hải, Trung Quốc. Thì tại đây chúng đã kết án ông tù rồi đưa ông về an trí ở Huế. Tại Huế, Phan Bội Châu vẫn tiếp tục sáng tác văn thơ và cổ động cho tinh thần yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam. Sự kiện cuối cùng và rất tiếc, vào tháng 10 năm 1940 thì Phan Bội Châu đã qua đời tại Huế. Đó chính là những cái sự kiện tiêu biểu trong những năm tháng hoạt động cuối cùng của Phan Bội Châu. Chúng ta sang nội dung thứ hai, hai nhỏ. Đó là hoạt động của Phan Châu Trinh. Hoạt động của Phan Châu Trinh. Thì cũng giống như cụ Phan Bội Châu, đây chính là những cái năm tháng hoạt động cuối cùng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Phan Châu Trinh. Trong phần này các em lưu ý cho cô một số sự kiện tiêu biểu. Thứ nhất, đó là năm 1922, nhân sự kiện vua Khải Định sang Pháp để dự triển lãm nhằm khuất trương công lao khai hóa của Pháp, thì Phan Châu Trinh đã viết Thất Điều Thư, có nghĩa là gì? Một bức thư chỉ ra 7 tội đáng chém của vua Khải Định. Và cũng trong thời gian này thì Phan Châu Trinh đã tổ chức các buổi diễn thuyết, bình văn thơ để lên án chế độ quân chủ và quan trường ở Việt Nam. Ông hô hào cải cách theo hướng dân chủ. Sự kiện thứ hai, đó là tháng 6 năm 1925. Thì vào tháng 6 năm 1925, Phan Châu Trinh đã về nước. Khi mà về nước, ông tiếp tục hô hào cải cách, lên án chế độ quân chủ và quan trường ở Việt Nam. Trong thời kỳ lúc bấy giờ thì Phan Châu Trinh đã hô hào cải cách với khẩu hiệu đó là khai dân trí, trấn dân khí, hậu dân sinh. Và sự kiện thứ ba trong hoạt động của Phan Châu Trinh, đó là vào tháng 3 năm 1926 thì Phan Châu Trinh đã qua đời. Lễ truy điệu và đưa tang Phan Châu Trinh đã diễn ra trên khắp cả nước. Cũng trong thời gian này thì một số người Việt Nam yêu nước ở Pháp đã tham gia chuyển sách báo từ Pháp về Việt Nam. Thì đó chính là một số cái lưu ý trong hoạt động những năm tháng cuối cùng của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh. Chúng ta sang ba nhỏ, đó là hoạt động của tổ chức Tâm Tâm Xã. Tâm Tâm Xã. Thì tổ chức Tâm Tâm Xã hoạt động ở Trung Quốc. Vào năm 1923 thì những thanh niên Việt Nam yêu nước đã sang Trung Quốc và thành lập ra tổ chức Tâm Tâm Xã. Đặc biệt đó là sự kiện vào năm 1924, tổ chức Tâm Tâm Xã đã tiến hành vụ ám sát tên toàn quyền Méc Lanh ở Sa Diện, Quảng Châu, Trung Quốc. Và sau khi mà họp bàn kế hoạch thì tổ chức đã quyết định giao cho hội viên Phạm Hồng Thái đảm nhận cái trọng trách đó là tiến hành vụ ám sát. Và vụ ám sát cuối cùng thì thất bại, tên toàn quyền Méc Lanh đã trốn thoát và Phạm Hồng Thái đã hy sinh.
Mặc dù thất bại nhưng tiếng bom của Phạm Hồng Thái đã gây được tiếng vang lớn. Lúc bấy giờ, sự kiện Phạm Hồng Thái ám sát tên tuyển toàn quyền Mek Lanh ở Sa Diện, Quảng Châu, Trung Quốc như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân về. Thì có thể nói rằng là cái hành động của Phạm Hồng Thái lúc bấy giờ nó biểu tượng rất nhiều ý nghĩa. Nhưng cô cho rằng cái biểu tượng ý nghĩa lớn nhất đó là ý nghĩa về mặt thức tỉnh. Thức tỉnh ở đây đó là thức tỉnh đồng bào Việt Nam yêu nước, và đặc biệt đó là tầng lớp thanh niên Việt Nam lúc bấy giờ vẫn đang sống trong kiếp sống nô lệ và cam chịu. Các em biết sau khi hoạt động của Việt Nam Quang Phục Hội do cụ Phan Bội Châu khởi xướng dập tắt thì hầu như các phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Việt Nam lúc bấy giờ tắt lịm. Đất nước chìm trong cảnh lầm than và không lối thoát. Vì vậy, sự kiện Phạm Hồng Thái hy sinh ở Sa Diện, Quảng Châu, Trung Quốc nó như kéo 25 triệu đồng bào Việt Nam yêu nước tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Thì từ cái sự kiện đó, lúc bấy giờ thanh niên Việt Nam yêu nước mới tìm ra cho mình được một hướng đi mới, một nguồn ánh sáng mới để cứu nước, cứu dân tộc. Và sự kiện năm 1924 ở Quảng Châu, Trung Quốc nó cũng gây được tiếng vang đối với cả thế giới. Và những ngày sau đó thì rất nhiều tờ báo trên thế giới đã đưa tin về sự kiện của Phạm Hồng Thái. Và lúc bấy giờ thế giới mới biết đến bản chất, bộ mặt thật của thực dân Pháp và biết đến một dân tộc có tên Việt Nam sẵn sàng hy sinh, đấu tranh để đòi lại tự do dân tộc cho nhân dân Việt Nam. Đó chính là nội dung thứ nhất, đó là hoạt động của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và tổ chức Tâm Tâm Xã. Cô và các em đã vừa đi tìm hiểu nội dung thứ nhất, đó là hoạt động của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và tổ chức Tâm Tâm Xã. Chúng ta sẽ chuyển sang nội dung thứ hai, Hai La Mã, đó là hoạt động của giai cấp tiểu tư sản và giai cấp tư sản ở Việt Nam từ 1919 đến năm 1925. Thứ nhất, một nhỏ, đó là hoạt động của giai cấp tư sản. Thì thời kỳ này giai cấp tư sản đã có một số hoạt động tiêu biểu và phong phú. Biểu hiện, các em lưu ý cho cô một số sự kiện. Thứ nhất, đó là năm 1919. Thì năm 1919, giai cấp tư sản Việt Nam đã phát động phong trào chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa, tẩy chay hàng hóa của nước ngoài và cổ động cho tinh thần dùng hàng nội là yêu nước. Sự kiện thứ hai, đó là năm 1923. Thì năm 1923, một số tư sản và địa chủ ở Nam Kỳ đã đấu tranh chống độc quyền thương cảng Sài Gòn và độc quyền xuất khẩu lúa gạo của tư bản Pháp. Và cũng trong năm 1923 thì một số tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kỳ đã thành lập được Đảng Lập Hiến. Thì cái Đảng Lập Hiến này do Bùi Quang Chiêu lãnh đạo, Đảng đã đưa ra được một số cái chủ trương đấu tranh đòi tự do dân chủ và tập hợp được quần chúng đấu tranh. Tuy nhiên lưu ý cho cô, cái Đảng Lập Hiến này đó là chủ trương đấu tranh thỏa hiệp với thực dân Pháp, và tức là mong muốn giành lại được độc lập và tiến bộ xã hội dựa vào Pháp. Vì vậy mà nhanh chóng bị giới tư bản Pháp điều khiển. Đó chính là hoạt động của Đảng Lập Hiến. Thế cái mục tiêu đấu tranh của giai cấp tư sản trong thời kỳ này đó là chủ yếu đấu tranh đòi quyền lợi về mặt kinh tế. Giai cấp tư sản thời kỳ này chủ yếu đấu tranh chỉ đòi quyền lợi về mặt kinh tế thôi, chứ không đấu tranh nhằm lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp. Đó chính là cái mục tiêu đấu tranh của giai cấp tư sản trong những năm 1919 đến 1925. Hoạt động của họ thì mang tính chất cải lương và thiếu kiên định. Một khi Pháp nhượng cho một số quyền lợi thì quay sang thỏa hiệp với Pháp. Chính vì vậy mà nhanh chóng bị phong trào quần chúng vượt qua. Đó chính là hoạt động của giai cấp tư sản. Như vậy, sau chiến tranh thế giới thứ nhất thì giai cấp tư sản đã có những cố gắng nhất định trong cuộc đấu tranh chống lại tư bản Pháp. Tuy nhiên, hoạt động của họ thiếu kiên định và mang tính chất cải lương. Vì vậy mà khi Pháp nhượng cho một số quyền lợi về mặt kinh tế thì lại nhanh chóng thỏa hiệp với thực dân Pháp. Đó chính là hoạt động của giai cấp tư sản. Chúng ta sang thứ hai nhỉ? Đó là hoạt động của giai cấp tiểu tư sản. Hoạt động của tiểu tư sản. Thì trong thời kỳ này giai cấp tiểu tư sản có những hoạt động rất là sôi nổi và phong phú. Biểu hiện thứ nhất, đó là họ đã thành lập được một số cái tổ chức chính trị như Việt Nam Nghĩa Đoàn, Hội Phục Việt hay là Đảng Thanh Niên. Cái biểu hiện thứ hai, đó là họ đã tổ chức được các cuộc meeting, biểu tình, bãi khóa. Cái biểu hiện thứ ba, đó là họ đã xuất bản được một số tờ báo tiến bộ. Để làm gì? Để tuyên truyền về tư tưởng và về đường lối đấu tranh mới.
đó là các tờ báo như báo Chuông Rè, An Nam Trẻ, Người Nhà Quê. Và biểu hiện thứ tư đó là họ đã thành lập được một số nhà xuất bản tiến bộ như là Nam Đồng Thư Xã, Cường Học Thư Xã, Quan Hải Tùng Thư. Trong đó thì lưu ý và nhớ cho cô nhà xuất bản Nam Đồng Thư Xã, đây chính là tổ chức tiền thân của Việt Nam Quốc Dân Đảng sau này. Thì đó chính là một cái số cái hoạt động tiêu biểu của giai cấp tiểu tư sản thời kỳ lúc bấy giờ. Vậy thì mục tiêu đấu tranh của giai cấp tiểu tư sản lúc bấy giờ đó là gì? Cổ động mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân. Và giai cấp tư sản thời kỳ này có vai trò rất là lớn trong việc đó là tiếp thu các luồng tư tưởng tiến bộ từ bên ngoài và truyền bá các luồng tư tưởng tiến bộ từ bên ngoài vào Việt Nam. Đó chính là hoạt động của giai cấp tiểu tư sản. Chúng ta sang nội dung tiếp theo, đó là ba la mã hoạt động của phong trào công nhân Việt Nam từ 1919 đến 1925. Thứ nhất tìm hiểu cho cô đó là về nguyên nhân. Thì do ảnh hưởng của các cuộc đấu tranh của công nhân và thủy thủ Pháp khi ghé vào cảng Sài Gòn, và đặc biệt đó là phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở Thượng Hải Trung Quốc. Vì vậy mà trong những năm đầu sau chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp công nhân Việt Nam đã có những cái hành hoạt động đấu tranh rất là sôi nổi và tiêu biểu. Đó chính là phần nguyên nhân. Hai, đó là về diễn biến. Diễn biến thì trong thời kỳ này, hoạt động của phong trào công nhân lưu ý cho cô một số điểm như sau. Thứ nhất, đó là mở đầu là cuộc đấu tranh của công nhân viên chức ở các sở công thương tư nhân Bắc Kỳ, đấu tranh đòi chủ cho nghỉ ngày chủ nhật có trả lương. Và tiếp đó, đó là công nhân sợi Nam Định, dệt Hà Nội cũng nổi dậy đấu tranh. Thứ hai, năm 1920 thì một số công nhân ở Nam Kỳ đã thành lập tổ chức Công hội Đỏ do Tôn Đức Thắng đứng đầu. Thì có thể nói rằng là Công hội Đỏ là một trong những tổ chức đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam đấu tranh đòi quyền lợi và bênh vực quyền lợi cho giai cấp công nhân. Cái tổ chức Công hội Đỏ này chính là tiền thân của tổ chức Công đoàn ngày nay. Sự ra đời của Công hội Đỏ nó đã đánh dấu một bước phát triển mới, bước trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ lúc bấy giờ. Sự kiện thứ ba cần lưu ý cho cô, đây là sự kiện rất là quan trọng. Đó là vào tháng 8 năm 1925 thì đã nổ ra cuộc bãi công của công nhân thợ máy xưởng Ba Son tại cảng Sài Gòn. Thì công nhân Ba Son đã đấu tranh chống lại giới tư bản Pháp, không chịu sửa chiến hạm Mitsurugi cho Pháp và ngăn cản tàu Pháp chở binh lính sang đàn áp cách mạng Trung Quốc. Và phong trào đấu tranh đã kéo dài đến 8 ngày, yêu cầu giới tư bản Pháp phải tăng 20% lương cho công nhân và phải cho những công nhân bị thải hồi quay trở lại làm việc. Thì sau 8 ngày bãi công thì giới tư bản Pháp đã phải tăng 10% lương cho công nhân. Như vậy là ta yêu cầu tăng 20% lương thì Pháp đã đồng ý tăng 10% lương cho công nhân, như vậy là một nửa. Và cuộc bãi công của công nhân Ba Son giành được thắng lợi nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó đã đánh dấu một bước trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam, bước đầu từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác. Thì có thể nói rằng là giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ từ năm 1919 đến năm 1925 đã có những hoạt động sôi nổi và phong phú. Tuy nhiên, nhìn chung, giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ này đấu tranh vẫn mang tính chất tự phát, tức là gì? Diễn ra lẻ tẻ, chưa có đường lối, chưa có tổ chức và chưa có người lãnh đạo đấu tranh. Các em lưu ý và nhớ cho cô đó là giai đoạn 1919 đến 1925, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân mang tính chất tự phát, để ta phân biệt với giai đoạn sau khi chúng ta học, đó là giai đoạn 25 đến 30, phong trào đấu tranh đã dần dần phát triển và chuyển từ tự phát sang tự giác. Như vậy cô và các em đã vừa đi tìm hiểu chuyên đề thứ hai, phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 đến năm 1925. Hẹn gặp lại các em trong những chuyên đề tiếp theo. Xin chào các em.